Biểu đồ mới mà NASA công bố liên quan đến vụ cháy rừng Amazon ở Brazil được thống kê trong thời gian từ ngày 8 đến ngày 22 tháng 8. Có thể thấy các dải màu từ xanh lá đã dần chuyển sang vàng và đỏ sẫm, bao phủ hầu hết phần phía trên của Nam Mỹ. Đó chính là mức độ tăng cao và lan rộng của khí carbonic do rừng Amazon bốc cháy rồi thải vào khí quyển. Theo đó, những vùng màu xanh lá biểu thị nồng độ carbonic ở mức 100 phần tỷ theo khối lượng, màu vàng từ 120 phần tỷ theo khối lượng và màu đỏ sẫm từ 160 phần tỷ theo khối lượng. Đây là những con số trung bình, còn giá trị tại tâm điểm của vụ cháy rừng sẽ còn vượt trội hơn nhiều. Các nhà khoa học cảnh báo, chỉ cần mất 1/5 diện tích rừng Amazon, thế giới sẽ phải đối mặt với quá trình được các nhà khoa học gọi là quả bom ngày tận thế của carbon lưu trữ, khi lượng carbonic thải ra cao tới mức độ hủy diệt.